một trụ đá thanh hồng Việt Nam, chỉ có dân chơi mới hiểu được viên đá quý của Việt Nam so với đá nước ngoài. Viên này hiện tại trên thị trường Việt Nam cực hiếm. Khi soi đèn pin vào sẽ có những màu đỏ tươi và những vết nứt phèn như thế này, còn nguyên vẹn, chưa qua xử lý gia nhiệt. Khác biệt của đá Việt Nam mình so với đá Brazil hoặc đá gọi là đá nước lạ là khi soi đèn vào và nhìn bình thường là màu hồng phớt, không có những vết nứt phèn. Viên này 80 kg, cực kỳ hiếm. Anh em nhà sàn rất cực khổ để tạo cho viên đá này, đánh rất cứng, tạo thế. Bên cạnh các bạn là một viên đá trắng bình thường, thô chưa được mài. Thì soi đèn pin vào các bạn nhìn thấy những dân chơi hiểu về đá thì mới hiểu được một viên đá quý thế này các bạn, đá ban quý. Có dịp mời anh em ghé thăm ngày thả Thái Nguyên để xem viên đá này. Hẹn gặp lại.